Tình yêu mù quáng. Tập 1, cởi. Họ đến rồi, họ đến rồi. Cho họ vào, vâng. Lâm tiểu thư, đến rồi. Được, tôi biết rồi. Là Trì Sam à? Lâm tiểu thư, giám đốc Trì tìm cô. Alo, Đồng Đồng, đừng vào đây. Đây là một cái bẫy, ở đây. Trì Sam, alo. Lâm tiểu thư. Lâm tiểu thư, hôm nay là buổi họp ban giám đốc, chủ tịch tham gia buổi họp ban giám đốc được mang vệ sĩ vào. Châu Mặc, anh ở lại đây. Lâm tiểu thư, tôi không tin họ dám làm gì tôi. Nếu gặp nguy hiểm, cô ấn một cái. Lâm tiểu thư, tôi đưa cô đến phòng họp. Lâm tiểu thư đến phòng họp rồi. Đồng Đồng, chạy mau. Ngoan ngoãn đi. Trì Sam, anh ở đâu? Đừng làm hại cô ấy. Đồng Đồng, đừng làm hại cô ấy. Buổi họp ban giám đốc Đoàn Hồng Phục. Đồng Đồng, Trì Sam, anh không sao chứ? Không sao. Lâm tiểu thư, chồng chưa cưới của cô, quan tâm đến cô ghê. Các ông muốn làm gì? Trước mắt, bố cô đột ngột qua đời. Tập đoàn lớn như thế, không thể để cho một kẻ mù quản lý chứ. Các chú đây đã bàn bạc rồi, sẽ miễn cưỡng quản lý cho cô. Tôi khuyên cô mau chóng ký thỏa thuận nhượng cổ phần này đi. Kẻo lại phá hủy tập đoàn Hồng Phụng bố cô cất công gây dựng nên. Nếu tôi không ký thì sao? Đã vào cánh cửa này thì không như ý cô được. Tôi xem ai trong các ông dám là Hồng Phục. Buông tôi ra, Đồng Đồng, Đồng Đồng xuống. Buông tôi ra, Đồng Đồng. Tôi sẽ cho các ông số cổ phần của tôi. Cổ phần của cậu còn không đủ nhét kẻ răng. Làm cậu ta im đi. Đứng dậy, Trì Sam. Buông tôi ra, Trì Sam. Nếu gặp nguy hiểm, cô ấn một cái. Buông ra, ngồi yên. Buông ra, buông ra. Hiếu, Đồng Đồng,
Đồng đồng, cô hiếu thảo như thế, tôi đốt cho bố cô giúp cô nhé. Đốt nó đi. Đừng. Đừng. Trả lại cho tôi. Trả lại cho tôi. Bố. Đồng đồng. Bố. Bố. Chút tôn nghiêm cuối cùng của bố cô cũng không giữ được. Cô còn giữ được cái gì chứ? Đừng. Đừng. Bố. Đừng. Bố, đứng dậy. Lâm tiểu thư mạo phạm rồi, mau ngăn họ lại. Đừng cho họ rời khỏi phòng, mau. Anh qua bên kia. Họ, đừng lên tiếng. Mau đi tìm đi, đừng lên tiếng. Kẻ mặc áo da đen đó đi đâu rồi? Cứu mạng. Cứu mạng. Anh là kẻ đã xông vào nhà tôi hôm đó. Cô đang nói gì? Anh là hung thủ đã giết bố tôi. Đứng lại, đừng chạy, đừng, đừng. Cậu chỉ cần gì cậu nói. Nếu cậu nói muốn ông chết thì sao? Thả bố tôi ra. Đồng đồng, đừng lại đây. Họ ở đây. Anh đã giết bố tôi. Đừng. Anh đã giết bố tôi. Là anh. Lâm tiểu thư, cô tỉnh rồi. Sao anh lại ở đây? Sau khi quay về, cô bị sốt. Còn chưa hạ sốt. Đây là thuốc bác sĩ kê. Mau uống đi. Tôi không uống. Anh ra ngoài cho tôi. Anh dám đối xử với tôi như anh bị đấy. Sa thải rồi. Chuyện này cô không quyết định được. Tôi được bố cô ủy thác, đã lấy tiền của ông ấy. Cô muốn sa thải tôi thì phải bảo ông ấy sống lạch hủy hợp đồng. Anh nói lung tung. Sao bố tôi có thể thuê anh được? Anh là kẻ giết người. Châu Mặc, tôi ra giá gấp 3 giá thị trường cho cậu. Mong cậu bảo vệ đồng đồng tốt cho tôi. Đây là hợp đồng và số tiền 5 năm. Nghe thấy chưa? Cô phải nghe ra được. Giọng của bố cô chứ. Anh có ngụy biện thế nào cũng vô ích. Tôi đã thấy tận mắt. Lâm tiểu thư, phải làm sao cô mới tin tôi?
Chứng minh. Chứng minh thế nào? Cứu mạng, đừng lên tiếng. Có tiếng động người trong phòng cô đi, chủ. Đi xem người tên. Đâu, người. Cô chủ quấy rầy rồi. Xin lỗi. Cởi ra. Sự đời biến hóa vô thường, gần đôi mắt mất đi ánh sáng. Phải làm sao để che đậy nỗi hoang mang? Làm cách nào có thể không đề phòng? Liệu có thể tha thứ được chăng? Người em yêu sâu sắc đều đang lừa dối. Ai sẽ ở bên cạnh em trước mắt là một khoảng trống rỗng. Chỉ đành dùng trực giác để đong đếm. Phương hướng được dẫn dắt đi tình yêu liệu có phải là ảo ảnh? Dần dần rơi vào một tấm lưới vô hình. Thăm dò trong bóng tối qua màn đêm này, đem mọi lời thề ước thắp sáng đáp án mơ hồ. Liệu tình yêu có thể vơi đi nỗi bất an của em? Thăm dò trong mối dằn cô không muốn lại né tránh. Làm sao có thể thoải mái sau khi nói hết lời thật lòng? Em quay đi nhưng lại nghe thấy gọi của anh. Thăm dò trong nghịch cảnh lại cảm giác an toàn. Phải chăng đã quen rằng thời gian làm xóa đi nuối tiếc? Tình yêu của An thật nồng nàn và ấm áp. Dần dần quên đi dò xét vào bờ đón ánh sáng. Anh để lại một ngọn đèn, em không còn cô đơn. Trong bóng tối, anh chính là đáp án của em.